mùa đoàn viên năm nay 2023, bánh trung thu khách sạn Đôn Trề Hà Nội Golden Lake ra mắt thực khách bộ siêu tập bánh trung thu rát vàng. Mang vẻ đẹp của sự sang trọng, lấy cảm hứng từ khu vườn thượng uyển cơ hạ sư Huế thơ mộng. Tựa lời cầu chúc đầy ý vị về một cuộc sống thanh nhàn phú túc, Về một mùa trăng tròn vẹn đầy an yên, ngắm nhìn hộp bánh trung thu đôn trề bản như lạc bước vào công trình kiến trúc rát vàng độc nhất Hà Nội hãy cùng sở hữu hộp bánh trung thu khách sạn đôn trì để cảm chọn bức tranh thủy mặc. Nơi hội tụ thiên nhiên tuyệt sắc mang âm hưởng thời đại của cung đình Huế. Bánh đôn trì không chỉ sở hữu các loại nhân hảo hạng chế biến từ những nguyên liệu cao cấp. Hộp bánh đôn trì được thiết kế tinh tế trong kết cấu chữ nhật vát cạnh.